pha phát bóng. Vẫn là những đường truyền rung. Nỗ lực cứu bóng bằng chân của Huy Con chưa thành công. Khóa chắn của Mạnh tay to. Điểm cho Học Viện 2-1. Đó là Đoàn Đức Đội, một pha lao len của chủ công đến từ Vĩnh Bảo Hải Phòng. Đội cùng với Mạnh tay to và đối chuyển là Bùi Văn Cường. Và trả lời rất khét của Quang Dự. Bán kết hai sẽ là thể thao Từ Sơn gặp quân khu 3 anh chị em nha. Vẫn là Đoàn Đức Đội. Nhiều. Và lao ngắn của Phạm Khả. 5-4 cho Học Viện. Phạm Khả là chắn bóng của Lê Quốc Hà. Phản công 3-3 đằng sau của Bùi Cường. Điểm cho Dục Tú Học Viện 6-4. Hơi sát. Và vẫn còn nỗ lực của Đoàn Đức Đội và cái chân của Lê Quốc Hà. Tiếp tục Dương Đình Thái. Phòng thủ của Quang Dự. Sang đi. Mất chuyền rồi. Đánh nhanh Phạm Khả. Rất nhẹ nhàng, rất đơn giản của Phạm Khả. Hơi dài rồi đấy. Vẫn là những pha vỗ thôi. Sang ngay của Chuyền Hay Khắc Đức. Chém bóng quá nhanh, quá tốc độ. Vẫn là một giữ chuẩn bị. Phối hợp tấn công tốt của Dương Xá. Mạnh tay to đã để cố lên. Rồi là Văn Nhẫn. Cầu thủ thuộc và chắn bóng thành công. Đó là phụ công của Dương Xá 9-14 và hóa giải đầu tiên đối với phụ công Văn Nhẫn. Bùi Cường rồi. Lao dài rồi làm lại cho phụ công Văn Nhẫn. Phát bóng rất khó của Mạnh tay to. Lần trước anh phát bóng tấn công không qua lưới, đứng ở vị trí góc kia và bây giờ anh đã đổi sang rồi. Biên hai cho Bùi Cường. Chắn bóng tốt. Đó là một chủ công trẻ của Học Viện Nông nghiệp. Qua hay. Thiếu chút nữa thì đội trưởng của Đại học Bách Khoa Dương Đình Thái đã thành thủ phòng thủ thành công. Các bạn đã chia sẻ nhà tên là Bình. Lúc bạn nói là An Bình, mình thì cứ nghĩ là thôn An Bình. Thì ra là tên là An Bình. Vẫn là những pha phối hợp đánh nhanh chiến thuật của Học Viện. Phạm Khả là cái cậu kia đánh hay quá mà mặt cứ lạnh tanh rồi. Một pha xử lý rất khéo của Dương Sáng. Dương Sáng phát bóng lao dài, vẫn là Phạm Khả. Anh chém bóng như chém chuối, chém hết kia. Cố lên. Bóng trong sân. Áo đấu lắm. Mình nói không cần nói vợ nó còn đá chứ. Vâng, không hiểu ý nhau. Coi. Vâng, vẫn là Trung Đông, cầu thủ được mua từ Dubai về. Thank you.
idol của bóng chuyền Hội làng Việt Nam vẫn chưa có bóng, vẫn là Phạm Khả. Rất rõ cho em một quả nào, có một quả hay là một trái nào? Không phải, Lê Quốc Hà nhất định không cho. Và anh đã kết thúc hiệp đấu đầu tiên 21-16 cho xã Dục Tú. Sân thay cho vị trí của đoàn đứng đội. Điểm số đầu tiên cho Học viện 1-0. Chắn bóng của Quang Dự thì đối đầu với idol của Hòa Bình. Tiếp tục cơ hội cho, wow, và vết chéo cổ tay quá hay. Văn Nhẫn phát bóng đẹp rồi, một búa cho Quang Dự bên hai, đúng rồi. Phá chắn tốt và bù chắn của Phạm Khả chưa thành công. Đá thì này nghĩ đến Thần Điêu Đại Hiệp, Cô Long và Dương Quá vút. Vâng, chỉ có một chắn và đó là pha tấn công của Bùi Văn Cường, chú khán giả. Wow, Quang Dự tuyệt vời, quá khủng khiếp. Bật rất cao vào cái độ dừng của Mạnh Tay To, anh đu rất lâu. Lớp à, chú nhìn cháu bảng điểm bao nhiêu? 3-2 hàng sau, không chắn của Bùi Văn Cường. 13-6 cho Học viện. Vâng, cảm ơn chú ạ. 13-6. Vẫn còn. Họ phối hợp vẫn là bật tại chỗ, vạch 3 mét. Đáng tiếc là lễ hội Nguyên Phi Lan. Điểm hợp lệ mọi người ạ, và xử lý ngay của trưởng đại Khắc Đức. Cơ hội cho không chắn sao lại bỏ chắn, và ra tay rất thoải mái của Dương Đình Thái. Đó là Bùi Văn Cường, rất cao tầm, rất khó chắn. Đấu thứ hai này, dừng tay và Đoàn Dự, Quang Dự hay không? Dùng rồi, dùng vậy thì chỉ có biên hai. Phòng thủ của Văn Nhẫn, tiếp tục Quang Dự vút, vẫn là Quang Dự, và vết chéo quá hay. Những pha tấn công vẫn là Quang Dự. Chắn bóng thành công, lần đầu tiên Phạm Khả bị hóa giải. Đó là cầu thủ Trung Đông đến từ Dubai. 21-14 kết thúc hiệp đấu thứ hai chung cuộc. Học viện Cảnh sát xã Dục Tú thắng các bạn sinh viên Hà Nội chủ nhà Dương Xá với tỷ số là 2-0.